hoang sơ vô biển Ba Chi. Anh Tấn Nếp Vlog chuẩn bị bay một shot flycam đó cho mọi người coi toàn cảnh ở đây nha. Đây. Khởi động luôn nè. Chuẩn bị cất cánh. Khoan chờ anh 2 phút chưa. Đây. Anh Tấn Nếp Vlog làm vài shot flycam toàn cảnh cho mọi người thưởng thức nha. Đây, đồng hành với Nếp Vlog hôm nay có chị Linh, vợ của anh Tấn Nếp Vlog, Phong và anh Dứa Sát Cá. Đẹp, coi không? À. Tới biển Ba Chi rồi nha. Anh em mình hành trình đi 4 giờ, mình tới đây khoảng 6 rưỡi. Nãy giờ tới đây vòng vòng mua này kia nữa chắc 7 giờ hơn à. Ê, được không? À, anh em mình thăm quan biển Ba Chi khoảng chút xíu nha mọi người. Chút nữa mình đi vô quán ăn gia đình nào đó mình có món biển review cho mọi người cùng xem ha. Bật góc super view cho mọi người cùng coi nha. Đại cái chưa trụ ngủ vậy đó. Ở đây thì vô tình này gặp một ông anh đang giăng cá nè mọi người. Anh Tấn lội xuống tôi kìa. Trên mình cà phê nó tròn. Đây là cà phê mọi người. Mà không hiểu tại sao nước. Dạ đúng rồi, trên em là cà phê. Nước hơi mặn mà nó vẫn sống nha. Ồ. Cái dẻ nó. Sông nước hồ. Này là đông biển nha. Ơi cái này đông biển mình lấy gì mình phơi để mình nấu chè hay gì đó, đúng không? Phải rồng đó hồn đó. Đây lấy thùng gỡ cá cô. Cũng nhiều chứ. Rồi tính ra cá này ở trong mình có, giờ ra đây mình gặp cá này nữa nè. Bữa nay mình tính đi bắt cá đói mà giờ vô gặp cá phi không? Gặp cá no. Gió hù hù, sóng biển thì đánh àm 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 luôn. Đây, biển hơi lớn nhưng mà mình có thể xuống dọc nước nha mọi người. Mình xuống dọc nước. Dạ trời. Ở cái con gì nó mới nhảy như con ếch vậy anh? Ếch. Ở đây sao có ếch ta nước mặn mà. Cái con này nó nhảy như con ếch vậy ta kìa. Nó nhảy như con ếch vậy, em thiệt, anh Tấn nghe anh Tấn mới thấy mà. Trời, nay biển động dữ à. Rồi, anh Tấn bị sóng đánh ướt mình mấy hết trơn rồi. Giống như quay phim giống như đám cưới vậy nghe không? Chỉ ra ngoài kia nghe, cái gì em ghép mấy con cò vô nha. Em cò kia em cò. Mặt trời kia, mặt trời kia. Mặt trời. Ồ, biển rộng mênh mông. Ồ. Dạ. Biển bên này động, biển động, sóng mạnh quá trời luôn. Wow wow. Rồi, thôi giờ mình đi lại kia hả?
biển Ba Tri mới dọc nước rồi chơi được chút xíu chưa đã rồi anh Tấn nếp vlog là muốn chạy qua bên thành phố chơi luôn mọi người. Bây giờ đây nguyên team, nguyên đội hình đang chuẩn bị tư thế bay qua thành phố nè mọi người. Bữa nay team nếp chơi lớn luôn, thì hai biển luôn. Bánh ít nhưng mặn nha mọi người. Này ở Bến Tre, ở trên đò gì đó nãy quên tên mất tiêu rồi. Đò An Đức. Thôi mình dở ra ăn thử coi ngon không. Review cho mọi người cùng xem này, nha. Bánh này ăn luôn lá. Gì? Ăn luôn cái lá. Đúng. Hợp lý. Một bánh này là phải ăn luôn cái lá ha anh. Đúng rồi, bánh nó phải ăn luôn cái lá. Trời, anh nói vậy đó nhưng mà ai biết. Thôi rồi tính rồi, anh cũng có mới thử cái lá anh chưa ăn mà thấy cũng giòn lắm. Bánh này cũng đặc trưng ở đây hay gì nè, cái bột mặt á, bột gạo á anh dưới. Bánh nếp nè. Bánh này để anh thử có ngon không? Đấy là cũng thà để qua là nửa tiếng phải rồi. Đợi không? Này cũng không như bánh giò. Cái bánh giò thì cái bột cũng mềm, còn cái này là dai, nó vừa giống bánh ít mà cũng vừa giống bánh giò. Cái nhân thì giống bánh giò nhưng mà cái vỏ thì là bánh ít. Cái vị là nghe là biết mùi Bến Tre phải không? Nhưng mặn em, đúng rồi, tại biển thì thành ra nó cũng hơi mặn, ảnh hưởng do nước mặn á nên bánh cũng hơi mặn chút. Vậy là bánh nấu nấu bằng nước biển à. Cũng ngon nha các bạn. Không, nếu các bạn có đi phà này thì mình cũng nên thử nha, mình nên ăn thử, hơi lạ nó cũng ngon. Rồi Bến Tre nha mọi người, nhất là Bến Tre. Đi con phà đi chắc cậu hả, đợi phà chạy qua sông thì chắc cũng nửa tiếng hồ, sông bự chà ba lửa luôn. Trời ơi, này mình tiêu lưu ghê gớm quá. Cuối cùng cũng tới bãi biển rồi. Okay. Bên đó người ta có bán đồ hay gì kìa. Nghe bãi vậy là sao tắm nổ mình nắng quá à. Rửa hai con bự đi ra lấy được ký. Không có, tại anh không có thích ăn cua. Rồi cái đó là đúng ký rồi đó anh. Này còn yếu 1 ký nè. Rồi thôi, này là cua gạch đó, hả? Bao gạch luôn đúng không? Bao gạch, nếu mà lên gạch thì đã lại gạch nó đầy, nếu mà không có gạch thì đã. Rồi tôm sú này bán sao vậy chị? Cái đó 380 ký anh. Dạ. Mấy con này là giống mấy con ba kia quá vậy. Chú ủ. Ba chặt con này. Cái con gì cơ giống con lươn quá ta. Trên xương mà nặng trên. Này lẩu cua gạch nha các bạn. Nấu nãy giờ là lẩu cua gạch cũng chín nha. Đó là cần tàu ha. Này lẩu thì nấu với cần tàu cà chua. Rồi dịch cua lên cho anh nhìn thấy cho nó đẹp quá. Có mày gạch không nè. Cua này thì nó ngon hơn cái cua thịt nha các bạn. Cua thịt thịt không à, không có gặp, cái này gặp nhưng mà nó hơi mắc hơn chút xíu. Nếu mình ăn được cái này thì nó ngon hơn. Ăn lẩu cua thì bông su đũa. Kèo nèo á. Đây kèo nèo. Rau muống. Gì có xài luôn ha. Để anh dứa nha các bạn. Anh dứa đang nướng này là cá đuối. Cá đuối nướng muối ớt. Sao tế quá ơi.
Sao nãy mình kêu là nướng nem ớt mà. Con này là bạch tuộc. Bạch tuộc này là nướng sa tế nha mọi người. Chắc có thể bà chị bán lộn rồi. Nên thôi giờ cái nào cũng sa tế hết ráo luôn. Món này là nghêu hấp thái nha các bạn. Màu sắc thì hấp dẫn rồi đó. Lộc làm thử con ngon không Lộc? Đánh giá Lộc. Được không? Ngọt anh, ngon, có lý. Ok anh Tuấn rồi. Ngon ha? Quá ngon. Tại nói chung là có lần em thấy này là anh dứa đẹp trai nha các bạn. Có lần giải đặc biệt thấy 4 số 0. Giỏi lắm, dứa làm đồ bếp giỏi lắm. Giống như ai ướp gì ướp mà anh dứa anh nướng là anh là số 1. Đây là công chuyện hải sản. Sao được không Lộc? Ở trong các món này em thử hết đi Lộc, thử đi. Thử rồi mình đánh giá từng món giùm anh coi. Đi món cơm chiên hải sản này thấy có lý không Tính? Ngon đúng không? Ngon, nên nếm vừa ăn với lại cái cách nấu rất ngon. Đây đi, để hồi nữa anh hỏi công thức bà chị rồi về mốt anh em mình nấu rồi anh em mình tự món, ăn. Anh coi anh hỏi công thức của bà chị đi rồi mình coi mình biết công thức mình mở quán đối diện mình cạnh tranh bà. Cô bộ cũng có lý à. Cạnh tranh thì được rồi đó, nhưng mà không biết mình bán được bao lâu. Ăn đi em. Hành trình sáng giờ 200 cây số để vượt tới đây. Tính nếu mình đi đường thẳng xuống đây luôn thì chắc khoảng 160 à. Nhưng mà tại mình quất cái đường vòng qua bên kia xa quá. Rồi đi qua phà nữa. Hơn 200 cây. Cá đuối. Cái dao nhập. Nướng sa tế này là thơm phức luôn nha các bạn.